tại cánh cà phê mà cái giống là TR4 đó, cũng rất là hiệu quả và còn đem lại cái năng suất rất cao mà nó rất là kháng cự bệnh. Vườn năm nay là tái canh đến được năm thứ tư, và năm thứ tư và chuẩn bị bước sang năm thứ năm thì thấy là cái chất lượng và hiệu quả nó cao hơn hẳn. Cùng với đó là trong quá trình mà tái canh thì gia đình cũng xen canh luôn, xen canh với cả cây ăn trái như đó là cây sầu riêng theo cái mật độ đúng phù hợp để vừa tận dụng được cái hai cái thu hiệu quả kinh tế từ hai cái loại xen canh. Áp dụng cái phương pháp này cùng với cái học tập cái kỹ thuật mới thì thấy cái hiệu quả kinh tế của gia đình và chất lượng của con cà phê của cây cà phê cũng vườn cà phê được nâng lên. Chứ thực sự là trong mấy năm vừa rồi thì cái giá cả cà phê và cái nó cũng hơi bấp bênh, cho nên là đây là cái lựa chọn rất là an toàn trong cái thời buổi hiện nay.